Xin chào quý anh chị và các bạn thành viên của cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Hôm nay là thứ bảy rồi mà chúng ta lại gặp nhau để tìm ra chủ nhân của câu trả lời chính xác và may mắn nhất trong mini game tuần 5, cũng như là Nam cũng sẽ tiếp tục đưa ra các gợi ý cho mini game của tuần thứ 6. Đầu tiên thì như mọi lần, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đi ngó lại một chút các dữ kiện cho cổ phiếu may mắn của tuần này, cổ phiếu mà có chữ cái H ở trong mã của mình. Đầu tiên thì dữ kiện đầu tiên, H thuộc top 5 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất của sàn HOSE. Đây là một dữ kiện mà chúng ta sẽ khoanh vùng được rất là dễ. Thứ hai, nó có 4 mảng kinh doanh chính và đều thuộc một ngành và có thể bổ trợ cho nhau rất tốt. Thứ ba, các sản phẩm của H thì hướng tới các cái phân khúc khách hàng chung và cao cấp, mang lại những cái trải nghiệm có thể nói là đẳng cấp thế giới. Thêm một dữ kiện quan trọng nữa đó là hiện tại thì các cái dự án này của nó thường là nằm ở các cái vị trí đắc địa tại các thành phố lớn. Đây là một dữ kiện quan trọng có thể nói là giúp chúng ta sau 3 dữ kiện là có thể thấy được là cổ phiếu H là gì rồi. Tiếp theo, triển vọng về kinh doanh của H rất tốt. Đấy, đầu tiên là về triển vọng từng ngành. Triển vọng từng ngành của nó rất tốt khi mà ở Việt Nam chúng ta đang có cái tốc độ đô thị hóa rất là nhanh. Nhu cầu về các sản phẩm của H đang rất mạnh. Thứ hai nữa là điều kiện thiên nhiên của Việt Nam thì có ưu thế giúp chúng ta thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đấy, đường bờ biển dài, bãi tắm đẹp, khí hậu có thể nói là khá ôn hòa. Tiếp nữa đó là về vấn đề nhu cầu nhà ở. Thì Việt Nam đang là một trong những nước mà có cái diện tích nhà ở bình quân trên đầu người là thấp. Do vậy mà cái dung sai của nó, dung sai tăng trưởng trong ngành rất là cao. Và xét về vị thế trong ngành thì H có vị thế số 1. Vị thế số 1 nhưng lại có cái tiềm năng phát triển và tăng trưởng dài hạn rất tốt. Dữ kiện cuối cùng ấy sẽ phiên đưa ra đó là H thì sở hữu cho mình cái mô hình dự án phức hợp, dịch vụ tiện ích và bổ trợ độc nhất. Không có doanh nghiệp nào trong ngành có thể cung cấp được. Thêm nữa, nó cũng sẽ được hưởng lợi từ cái tập khách hàng, đấy, quy trình định hướng từ cái tập đoàn mẹ, của cái tập đoàn rất là mạnh. Trên đây thì là những cái dữ liệu mà Jeffin đưa ra để chúng ta có thể phân tích và đoán định xem là cổ phiếu H thực sự là cổ phiếu gì. Vậy thì tiếp theo hãy cùng với Nam chúng ta sẽ đi xem qua là câu trả lời của bà con xóm tích sản tuần rồi như thế nào nhé. Với những dữ liệu như vậy thì không bất ngờ khi chúng ta nhận được rất nhiều câu trả lời là VHM. Vâng, VHM, cổ phiếu Vinhome. Cùng điểm qua một chút nhé, chúng ta sẽ thấy xem là chưa có câu trả lời nào khác là VHM cả. Ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Vâng, ở đây thì có bạn Yến Nguyễn thì nói là mã mà ai cũng biết là ai. Mã này bá đạo quá. Vâng, nhưng lại không đưa ra câu trả lời. Anh Chính Phan có nói là có chữ H trong top 5 của HOSE chỉ có VHM và HPG thôi. Nhìn xuống thì thấy toàn liên quan đến bất động sản nên chỉ còn VHM. Vâng. Ngày này 20 năm trước, Mỹ được Bin Laden cử người đến. Vâng, chắc anh trả lời ngày 11 tháng 9. Và đây là lý do mà anh chọn là VHM119. VHM119, một cách để tưởng niệm ngày tấn công khủng bố và toàn tháp đôi ở Mỹ, 11 tháng 9 năm 2001. Một cái con số khá là ý nghĩa. Ok, có vẻ là câu trả lời tuần này rất là tập trung. Sự kiện thì cũng đưa đến về cơ bản, những sự kiện thì đưa đến là câu trả lời là VHM. Vậy thì có lẽ là cũng không phải để quý anh chị chờ đợi lâu nữa, thì Nam cũng xin phép thay mặt Jeffin được công bố là câu trả lời chính xác của chúng ta đương nhiên rồi, không thể khác được, nó là VHM, cổ phiếu Vinhome, một công ty thành viên của tập đoàn Vingroup, tập đoàn rất là mạnh tại Việt Nam. Okay. Vậy thì cùng nhau nhé, chúng ta sẽ kiểm tra một chút xem là các câu trả lời của các thành viên. Vâng, VHM
274 câu trả lời có chữ VHM trong số 280. Trong số 280 comment, trong đó có một số comment mang tính khuấy động của bạn admin. Thì vậy là nó cũng gần như là 100% rồi. Ngoài ra chúng ta còn có, vâng, có chữ VH ạ, chữ VH là 275. Một cổ phiếu còn lại là VHC. Vâng, chúng ta có một câu trả lời là VHC. Còn lại gần như tất cả là VHM. Qua quan sát của Nam thì cũng có khá nhiều anh chị là không đưa ra câu trả lời mà chỉ vào comment thôi. Và comment khuấy động thôi. Vâng, vậy thì cơ bản là có thể kết luận được tuần này chúng ta có cổ phiếu may mắn đó là VHM, công ty bất động sản Vinhome. Tiếp theo thì sẽ đến phần quay để lựa chọn ra con số may mắn ạ. Như thường lệ thì chúng ta sẽ quay số tại trang random.com.vn. Nhưng mà qua kiểm tra thì Nam thấy là hôm nay nó đã bị lỗi, nên là chúng ta sẽ chọn một trang khác, đó là trang quay số.vn, và chức năng tương tự tìm ra con số may mắn của tuần này. Đó, chúng ta sẽ quay qua không thể từ 1 đến 1.000 và 1 đến 999 thôi. Trong 3 giây. 90. Ồ, có rồi, có một câu trả lời là 690 VHM. Chúng ta đã, có vẻ là chúng ta đã tìm thấy chủ nhân của câu trả lời chính xác và của con số may mắn ngày hôm nay. VHM 690. Tiết lộ với quý anh chị, vâng, sau một thời gian có vẻ là hơi bất ngờ thì Nam thấy là đây là một người quen của Nam. Chị này thì là đồng môn và cũng là đồng nghiệp, đồng môn ở trường đại học, đồng nghiệp công ty đầu tiên mà Nam đi làm. khá là ngẫu nhiên. Ok, chúng ta kiểm tra lại một chút. Chị này tham gia cộng đồng từ ngày 1 tháng 12 năm 2020, nhưng mà chưa có post nào cả. Chắc là sau hôm nay thì bạn admin sẽ phải, vâng, bạn admin sẽ có đôi lời với chị để làm sao chị tham gia tích cực hơn với cộng đồng. Ok, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã đi tìm được chủ nhân của câu trả lời chính xác và con số may mắn, đó là chị Hải Trần với mã cổ phiếu VHM và con số là 690. Admin của chương trình thì sẽ sớm liên hệ với chị để có thể trao phần quà là khóa học chiến lược đầu tư dành cho nhà đầu tư F0. Hy vọng là sau khóa học này thì chị Hải sẽ trang bị thêm cho mình những cái kiến thức giá trị và những cái kinh nghiệm quý báu để giúp cho mình đầu tư, có một cái hành trình đầu tư hiệu quả và hạnh phúc hơn. Tuần này thì chúng ta sẽ có mã cổ phiếu là chữ V, với chữ V ở trong mã cổ phiếu của mình. Các dữ liệu mà Jeffin xin phép được đưa ra đó là V thì sở hữu cái thương hiệu đẳng cấp thuộc top đầu trên thị trường quốc tế và số 1 tại thị trường Việt Nam. Thị trường xuất khẩu thì của nó thì cực kỳ rộng lớn nhờ cái sự hỗ trợ đắc lực từ tập đoàn mẹ của mình. Thứ hai là phân khúc tập trung chủ yếu của V là các sản phẩm cao cấp, chất lượng cao, đẹp, tinh tế, và chính vì thế mà cái giá thành sản phẩm của nó cũng tương đối cao. V thì đang thực hiện, về mặt chiến lược thì V đang thực hiện mạnh mẽ các chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để giúp nó hoàn thiện cái chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của mình. Và V cũng đầu tư rất mạnh mẽ vào cái công tác nghiên cứu R&D. Jeffin đánh giá rất cao cái điểm này, và mỗi năm thì tạo ra rất nhiều sản phẩm mới với chất lượng cao đẳng cấp thế giới. Đấy. Với cái nền tảng là các cái trang thiết bị sản xuất tiên tiến, công nghệ hàng đầu thế giới, thì nó đáp ứng giúp cho doanh nghiệp này có thể đáp ứng được cái việc mà xuất khẩu những cái sản phẩm của mình sang những thị trường khó tính nhất trên thế giới, Nhật Bản này, Mỹ này, đấy, Canada, Úc và Anh, những cái thị trường có thể nói nó khó, có thể khó tính hơn được. Đấy. Về vấn đề tài chính và cái tiềm năng tăng trưởng thì Jeffin đánh giá đây là một doanh nghiệp mà cực kỳ lành mạnh, ổn định, và nó ngoài ra xét về góc độ lịch sử thì nó cũng là một trong những doanh nghiệp mà đã tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 10 năm qua và vẫn còn cái tiềm năng trong nhiều năm tới. Về góc độ lãnh đạo thì Jeffin rất ngưỡng mộ và đánh giá là lãnh đạo của doanh nghiệp này là cực kỳ tài năng, có tầm nhìn lớn và rất tham vọng. Đấy.
nổi tiếng với ông thì nổi tiếng với những cái thương vụ M&A huyền thoại và đã vực dậy cái doanh nghiệp V này tại những cái thời điểm có thể nói là V thì kinh doanh sa sút và không cạnh tranh nổi. Đấy. Có những một số những cái gọi là bất hòa với nhóm cổ đông ngoại. Đấy. Thì cái, vậy thì Nam cũng vừa thay mặt AJP đưa ra những cái dữ liệu của cổ phiếu V trong cái mini game tuần 6. Cơ bản thì tuần này chúng ta sẽ phải nghiên cứu nhiều một chút thì mới có thể đưa ra được câu trả lời cổ phiếu V thực sự là gì. Cũng hy vọng là với cái hành trình như vậy thì sẽ giúp cho quý anh chị nhà đầu tư ở trong cộng đồng chúng ta sẽ nâng cao cái kiến thức, nâng cao hiểu biết của mình về những cái mã cổ phiếu mà hàng ngày, hàng tháng chúng ta vẫn đang tích sản. Xin gặp lại quý anh chị ở trong mini game tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.